Việt Nam được đánh giá là một trong những khu vực quan trọng bậc nhất trong mạng lưới các tuyến đường bay chim di cư và các loài chim đặc hữu. Với 63 vùng chim quan trọng toàn cầu và 7 vùng chim đặc hữu, các vùng chim hoang dã, di cư đã tạo nên các giá trị thiên nhiên quan trọng góp phần bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch và xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam. Chúng mình đã trải qua 4 tập để tìm hiểu về các loài chim di cư đến Việt Nam. Tập 1, chim rẽ mỏ thìa. Tập 2, cò thìa mặt đen. Tập 3, cò trắng Trung Quốc. Tập 4, mòng biển mỏ ngắn. Nhưng tại sao số lượng chim di cư tìm về Việt Nam cư trú ngày càng suy giảm? Tại sao một số loài chim di cư đã không còn xuất hiện trong các mùa chim di cư đến Việt Nam? Mối đe dọa nào đã khiến chúng sợ hãi? Chúng mình cùng đi tìm câu trả lời nhé!